Rồi, cô hướng dẫn các bạn ôn lại mình tạo database và tạo bảng và các mối quan hệ giữa các bảng với nhau. Trong quá trình mình tạo mà mình có thêm hay là sót gì đó, mình có thể là drop hoặc là add thêm nó vào. Còn mình làm luôn một lần đúng rồi thì thôi, khỏe rồi. Rồi, thì để tạo mới database trong SQL, các bạn khởi động SQL lên ha. Rồi, trong cái thư mục database này, các bạn click phải, chọn New Database. Rồi, các bạn đặt tên database của mình, ví dụ như là quản lý bán hàng. Rồi, quản lý bán hàng, đặt tên gì nó khác ha, quản lý bán hàng K1 đi, C1 đi, quản lý bán hàng C1. Rồi, được chưa? Rồi, cái path nè, trong cái database file đó, các bạn phải dẫn lại cái đường dẫn lưu cái database của mình, được chưa? Cái path nè đó, thì các bạn nhấp vào ba dấu chấm, các bạn trỏ tới nơi mà các bạn muốn lưu trữ cái file SQL, để khi mà cần á mình có thể grip nó lại. Rồi, bây giờ cô lưu trong ổ đĩa D đi ha. Rồi, cô lưu thư mục cô trỏ về đây nha. Ok. Rồi, cái file block ở dưới cũng tương tự luôn. Ok, được chưa? Chứ đừng để mặc định rồi mình lại đi tìm nha. Mặc định thì nó lưu trong đĩa C nha. Đó. Rồi, nhấn ok. Rồi, tên database của mình đây đúng không? Đó. Đây là cái thư mục table. Rồi, bây giờ các bạn tạo new query để mình tạo bảng bằng code, đúng không? Đó, new query. Hoặc là bạn click phải design cũng được, với điều kiện là mình đã có một cái lượt đồ các bảng rồi thì mình dựa vào đây mình làm luôn. Đó. Đó. Rồi bây giờ là mình design luôn đi ha. Thôi code đi ha. Rồi. Free ơi. Table User, tbn là user. Hả? Rồi, trong đây mình có ID. ID U. ID user. Rồi. Kiểu dữ liệu là in và cho nó là khóa primary key, đúng không? Rồi tiếp theo là username, mình đặt sao cho nó ngắn gọn và không có gõ bằng tiếng Việt nha. Rồi username thì cô cho nó là nvacha max, cho nó tối đa maximum luôn, được chưa? Rồi tiếp theo là gì? Name, password, à password, password n cha, n va cha là hỗ trợ có dấu, còn n cha thì cô cho password tối đa khoảng chừng 15 ký tự thôi, hiểu không? Nếu mà bạn khai báo dư thì nó sẽ có những ký tự trắng phía sau nếu mình dùng không hết. Rồi mình quy định là nó tối thiểu là tối đa là 15 ký tự. Rồi gì nữa? Địa chỉ, không có địa chỉ không? Giới tính, giới tính, gender đúng không? Giới tính thì mình cho nó là gì? Bit cũng được, tức là bit 1 là giới tính nam, bit 0 là giới tính nữ, được. Còn nếu không thì bạn cho nó là n cha, ký tự là nam với nữ, được chưa? Rồi không có giới tính. Rồi email, email là cho n cha 50 ký tự.
email ha, không có giới tính thì thôi, còn có thì bạn không có thì đưa thêm vô. N cha 50 ký tự, hoặc là bạn cho mát gì em tùy ý. Và bạn muốn là khi mà mình tạo một cái form đăng ký thì người ta phải điền đầy đủ họ tên, password và email. Tức là những thông tin này bắt buộc phải nhập, không được phép bỏ trống. Thì bạn cho nó cái thuộc tính là not null ở đây luôn. Được, cho nó not null luôn. Rồi các bạn copy qua. Rồi cần trên về ha. Rồi mình chú ý là khi mà mình chạy re-table á, mình quan sát là cái tên database của mình có phải là cái database mà mình muốn tạo bản vào trong đó hay không nha. Có nhiều lúc mình không để ý chỗ này là nó đang ở database khác, rồi các bạn tạo bản nằm ở cái database khác, rồi bạn kiếm không ra và nói tạo sao không được. Được chưa? Mình phải chú ý là chỗ này. Rồi mình execute ha. Rồi refresh lại. Rồi vậy mình có bản user chưa? Đó. Mình muốn nhập dữ liệu thì edit phải, edit. Được không? Rồi, tương tự các bạn tạo những bản còn lại. Ví dụ như bạn cô tạo hai bản để demo cho cái bài này thôi nha. Những bản còn lại thì các bạn làm tương tự. Thêm một bản nữa. Đó là bản danh mục. Mình tạo bản chính trước nha. Factory. Rồi, bản danh mục. Thì mình có là gì? ID với name, đúng không? Rồi. ID cat kiểu in. À, còn bạn muốn cái khóa nó theo dạng gì đó thì mình tự cho kiểu dữ liệu. Đây là khóa chính. Primary key. Rồi. Cat name. Rồi kiểu N va chạm. Rồi mình cho là mask. Mask luôn. Và not null là không được bỏ trống cái tên, tên danh mục. Rồi mình quét cái bảng này ha. Cái bảng user mình tạo rồi nên mình không có run nó nữa. Được. Rồi. Rồi tiếp theo cô tạo bản product và sau đó kết nối các bản factory với bản product. Rồi. Rồi, create table product. Rồi. Product thì nó có ID của pro ha. Đó, in primary key. Rồi, tên sản phẩm là pro name. Đó, pro name. Rồi, n ba cha cho nó là mask luôn. Rồi, not null nha, not null. Tên sản phẩm thì phải có nhập vô. Rồi gì nữa? Đơn gia, à, số lượng nhập vào đúng không? Số lượng nhập cái sản phẩm này vào kho. Pro quantity. À, số lượng là in. Và not null, nhập vô thì phải có số lượng, không được phép bỏ trống chỗ này. Rồi. À, tiếp theo là gì? Mô tả sản phẩm ha. Mô tả thêm chi tiết cho cái sản phẩm. Pro description. Đó. Mình có thể là gõ hết đầy đủ description luôn. Rồi. N vacha mask và cho phép luôn nha. À, sản phẩm nào muốn mô tả thêm thì mô tả, còn không thì thôi. Đúng không? Được chưa? Rồi, không, mình không nói gì là tự động luôn rồi. Mình không nhập thì không sao. Rồi, tiếp theo là pro email.
tức là hình ảnh của cái hình, chứa đường dẫn của cái hình. Rồi cái này là cô cho nó là NVATA mask luôn. Rồi. Rồi còn cái gì nữa? ID, name, mô tả, số lượng. Cái này thiếu hình nè ha. Rồi. Rồi tiếp theo là mình sẽ kết nối, tạo cái khóa thoại dùng để kết nối với lại cái bảng factory đúng không? Rồi. Thì ở đây mình có ID, ID card. ID card. Thì bên kia nó là kiểu in thì mình cho nó là kiểu in. Rồi tiếp theo là mình cho cái ID card này là khóa ngoại constraints foreign gnk đến ID card, lấy cái này là khóa ngoại đúng không? Thì cái thuộc tính này nó sẽ tham chiếu đến cái bảng factory để kết nối với bảng factory. Thì mình có cái từ khóa là reference đó, table reference table. À cái này cô quên thêm cái tpl rồi. Rồi thì mình lấy nó luôn ha. Đó. Cái cột ID card của cái bảng Category. Yeah. Đúng không? Rồi chạy thử nha. Foreign. À tên, ví dụ như FK giữa cái cat và cái pro. À quên. Rồi. Rồi mình xem ha. Đây. Rồi các cái cột của cái bảng factory này. Đó, cái khóa chính là ID khác. Name, khác name. Còn product á, thì cái khóa chính là ID pro. Và cái ID khác nó giữ cái khóa ngoại. Đó. Cái constraint tức là tên của những kết nối. Được chưa? Rồi. À, key chứ, key ha. Đây ha. Cái ở đây á, mình vừa lấy cái mình vừa khai báo ID pro, mình cho nó khóa chính luôn, mình không đặt tên. Thì SQL nó sẽ lấy tên mặc định default. Còn cái chỗ này là mình tạo khóa ngoại và mình đặt tên cái khóa ngoại là cái này, thì mình nó sẽ lấy cái tên mà mình đặt. Được chưa? Mình không đặt tên, nó sẽ lấy default. Rồi, vậy là mình có bảng dữ liệu chưa? Hả? À. Rồi bây giờ mình nhập dữ liệu vào. Các bạn có thể là nhập bằng design hay là mình nhập bằng code cũng được. Nhập bằng code thì mình dùng hàm gì? À, dùng lệnh gì? Insert. Insert into cũng được, không into cũng được. Insert tới cái bảng mình nhập bảng chính trước nha. Factory. Rồi value. Value. Thì ví dụ như ID là 1. Nếu mà mình nhập có dấu thì mình đưa N phía trước. Đúng không? Để nó do anh lấy dấu tiếng Việt. Ví dụ như danh mục ở đây là thức ăn chẳng hạn. Hay là nghĩ gì? Food ha, food. Rồi. Chạy thử cái dòng này được không? Đúng không? Đó. Rồi tiếp tục copy password. Mình cho hai cái factory thôi. Đó, cái này bạn cho nó là gì? Hả? Claudia. Đó. Close. Đúng không? Cô ghi đúng chính tả không? Rồi.
Rồi bây giờ là mình đã có hai cái danh mục sản phẩm rồi đúng không? Rồi bây giờ mình sẽ thêm dữ liệu vô cho cái bảng product. Rồi product ha. Thì cái product nếu mà mình không chỉ ra thứ tự ở đằng sau cái bảng pro á thì mình phải nhập thứ tự trong cái bảng design của mình. Rồi mã là một, cái tên sản phẩm ví dụ như là gì, ví dụ như là gì, ví dụ như là trái cây đi, đó trái cây. Rồi cái quantity là cái số lượng nhập vào là 20. Mô tả, mình muốn mô tả là gì hả? Ví dụ mô tả tiếng Việt là trái cây. Rồi rồi tiếp theo là hình ảnh hả? Hình ảnh đường dẫn đúng không? Bây giờ ý đồ của mình á là mình sẽ tạo một cái thư mục email trong cái ở đây em, để cô cho các bạn coi cái này để mình hình dung trước rồi chút mình làm. Rồi trong cái thư mục content mình tạo cái thư mục email để lưu hình trong đây đúng không, thì mình lưu là lưu đường dẫn ha. Đó. Rồi mình chỏ cái đường dẫn tương đối vào, dấu ngã là đường dẫn tương đối ha. Rồi content, ví dụ như thư mục content đó. Rồi thư mục email xuyệt tên, tên hình. Rồi giả sử như chút nữa mình sẽ dùng những cái hình này nên là cô lấy tên một vài cái hình bỏ vào ha. Fruit. Rồi Ctrl C. Rồi paste nó vô. Đúng không? Rồi mình copy ra mình thêm hai sản phẩm để có cái để mình hiển thị lên. Rồi Ctrl V. Rồi cái này là ID sản phẩm là 2. Ví dụ cái này là gì? T-shirt đi. Đó. Rồi áo sơ mi, áo thun. Đó. Mình nhập vô là 10 chiếc. Rồi mình lấy một cái hình khác, ví dụ như lấy cái này. Chỉnh lên C đi ha. Rồi rồi mình run dữ liệu cho cái bảng product. Có tên cột không mát. Rồi để coi mình còn thiếu cái gì nữa nha. À mình thiếu cái danh mục ha. Ở đằng sau hình là có một cái danh mục. À cái này là fruit, là của danh mục 1 đúng không? Còn glow t-shirt là của danh mục 2, là của glow. Đó. Đó mình điền đầy đủ cái giá trị cho các cột vô. Rồi được chưa? Vậy là mình có cái database để làm trên. Rồi bây giờ các bạn các bạn new project. Các bạn mở Visual lên. Visual Studio lên. Rồi các bạn file new project. Rồi các bạn chú ý là new project mình chọn là web nha. Web. Rồi cô hướng dẫn các bạn là mình sử dụng trên nền tảng ASP.NET Web Application nha. Đó. Rồi name là tên project của mình. Ví dụ như cô ghi là demo quản lý bán hàng C2.
C1, hồi nãy đặt database là C1. Location là vị trí lưu project của mình. Mình vào Browse để đi trở lại nơi để lưu trữ. Rồi, cô bỏ vào đây ha, lưu select. Rồi, nhấn OK. Rồi, cô hướng dẫn các bạn tạo theo cái mô hình MVC. Thì khi tạo cái mô hình MVC, mình sẽ có sẵn ba cái thư mục, đó là Model, View, Controller. Controller là mình sẽ tạo những cái lớp để xử lý. Ví dụ như mình muốn xử lý về product thì mình tạo controller là product. Thì trong cái controller đó nó sẽ chứa các hàm thêm xóa sửa. Đấy nha. Còn view là nó sẽ chứa những cái file CSHTML để chạy trên browser. Giống như chứa những cái file giao diện á, thiết kế giao diện á. Đó. Model là một cái thư mục chứa các dữ liệu, chứa kết nối dữ liệu. Được chưa? Giống như ba lớp đó. Rồi. Còn cái authentication tức là xác thực. Nếu mà bạn no xác thực, tức là nó trong cái layout mà của ARP á, nếu mà chọn xác thực á, nếu mà chọn xác thực thì nó sẽ có sẵn hai chức năng, đó là login và register. Còn nếu mà mình chọn không xác thực thì cái layout của nó không có cái phần login và register. Đó. Rồi. Con này là xác thực bằng tài khoản của tổ chức. Này là xác thực bằng Windows. Rồi bây giờ mình chọn không xác thực ha. Nhấn OK. Chọn của mình MVC ha. Nhấn OK. Rồi, khi mà các bạn tạo project xong rồi thì các bạn mở cái panel Solution Explorer. Thì đây là cái tên project của mình. Đây, mình có cái thư mục Content chứa các thư viện của Bootstrap chứa sẵn luôn. Rồi, Controller nó có sẵn cái home. Phong là chứa những cái file phong chữ đặc biệt có trong đề tài của mình. Model là nơi chứa database, cơ sở liệu. Script là thư mục chứa Bootstrap, Java script. Đó. Đó. Rồi view thì các bạn chú ý trong controller nó có những controller gì thì trong view nó có thư mục đó. Được chưa? À. Thì ví dụ như mình mở cái home controller ra nè, thì mình thấy trong đây nó có ba methods index, about, context. Thì trong thư mục home của view nó có about, context, index. Mình mở ra, đây là những cái file HTML nè. Đó. Đó. Thì bây giờ chưa làm gì hết, mình mới tạo một cái project theo mô hình MVC. Bây giờ mình run nó trước ha. Run nó trước. Thank you.
Rồi các bạn chú ý ha, đây là cái trang home và đây là cái layout mặc định của cái dự án project theo mô hình ASP.NET. Thì cái layout đó nó được xây dựng ở đâu? Ở đây, đây ha, solution explorer view share là mình muốn những cái file nào mà tất cả các cái trang đều dùng chung thì mình bỏ trong share. Rồi ở đây là cái layout này, layout là bố cục chung, còn những cái trang con nào mà mình muốn cho nó thay đổi nội dung á thì bạn thiết kế riêng và bạn nhúng vào trong cái layout. Thì mình học những cái thẻ HTML rồi thì mình sẽ design cái layout riêng cho mình, được không? Đó, đây là cái layout này. Còn cái about này nó thừa kế cái layout, cái layout master này đó. Rồi context nè, đúng không? Rồi index nè, được chưa? Đó, index là trang homepage. Rồi bây giờ cái index hay là context hay là about đó là những cái methods trong cái home controller. Khi mà mình nhấp vào about thì các bạn thấy nó truyền tới cái method about không? Đúng không? Còn khi mà mình nhấp vào context thì home context, tức là những cái tên này là những cái methods trong cái home controller, tức là trong cái này đây đó, tức là nó sẽ gọi chỗ này nè, được chưa? Index là home, rồi home about, home context, được chưa? Đó rồi, thì đó là cái cấu trúc của cái quản lý theo mô hình MVC. Và sau này mình sẽ học về cái này. Rồi bây giờ là cô sẽ hướng dẫn các bạn add database vào. Mình stop thì mình mới add được nha. Rồi thì các bạn thấy cái hồi nãy cô có giới thiệu á, cái thư mục model là cái thư mục chứa database. Thì các bạn click phải vào thư mục model đó. Rồi các bạn chọn add, các bạn chọn ADO.NET Entity Data Model, được chưa? Rồi mình nhấp vào. Rồi bạn đặt tên ha, bạn đặt tên, ví dụ như cô đặt là DB là database, rồi Entity, rồi C1, đúng không? Rồi sau đó nhấn OK. Rồi các bạn chọn Entity Framework Designer from Database nha. Rồi các bạn nhấn Next. Rồi các bạn chọn New Connection để trỏ tới cái tên server. Đó. Nếu mà tên server của bạn dấu chấm thì bạn chọn dấu chấm, còn không thì bạn nhấp vào đây, bạn chọn tên server name của SQL. Rồi các bạn nhấp vào đây để các bạn chọn database mà các bạn đã tạo trước đó trong SQL, đúng không? Hồi nãy cô tạo cái database tên là quản lý bán hàng C1 đó, được chưa? Này ở đây nè, quản lý bán hàng C1 nè, đúng không? Rồi sau đó các bạn nhấn OK. Rồi các bạn nhấn Next. Ở đây mình có hai cái framework 6 và 5.
Thì các bạn chú ý là mình chọn RAM quật thấp để mình chuyển qua cái máy RAM quật cao thì nó cũng có thể đọc. Còn nếu mà bạn chọn RAM quật cao thì khi mà bạn chạy trên cái RAM quật thấp thì nó không hỗ trợ. Đó. Rồi các bạn nhấn nét. Còn nếu mà cái Visual của mình á mà chưa có RAM quật thì các bạn add cái RAM quật vào. Rồi. Bản đúng không? Mình lấy bao nhiêu bản, lấy hết thì mình check vào đây. Còn nếu mà bạn có một cái bản ảo view hoặc là store rồi sẽ deal đó, thì bạn nhấp vô. Đó. Các bạn nhấn finish. Các bạn chú ý là trước khi add database vào trong demo của mình á, mình phải chuẩn database trước để khỏi mất công vừa làm vừa sửa nha. Rồi, hồi nãy là cái database của mình có 3 bảng, bảng user, sản phẩm và danh mục thì mình đã add vô rồi, đúng không? Rồi, các bạn vào trong cái thư mục model để quan sát. Thì ở đây là khi mình add vô á, thì ở đây mình có là cái tập tin là EDMS, tức là nó chứa cái lượt đồ cơ sở dữ liệu của mình nè. Đó. Còn đây là cái tập tin ngữ cảnh. Designer đúng không? Và các cái lớp. Thì ví dụ như mình ràng buộc không được phép nhập hoặc là ràng buộc những thông báo message gì đó mình thiết lập ở đây. Được chưa? Rồi bây giờ quan trọng là mình add vô trước đã. Vậy là database mình add vô được chưa? Rồi ha. Tiếp theo là cô sẽ tạo một cái controller để quản lý category và product. Rồi các bạn click phải vô thư mục controller nha. Các bạn nhấn add controller. Thì ở đây controller empty tức là rỗng, mình code bằng tay, code bằng thủ công từ đầu. Còn MVC5 controller with read and write action, tức là khi mà mình tạo controller theo cái này á thì nó sẽ dựng sẵn cho mình hàm tạo mới sản phẩm, update, delete. Chỉ là dựng sẵn cái cấu trúc hàm thêm xóa sửa. Còn cái việc xử lý như thế nào mình cũng phải tự biết. Thì khi mà mình chọn cái thêm cái controller theo cái kiểu read write mình đỡ biết nhiều hơn. Đó, rồi các bạn nhấn add cho cô nha. Read and write. Rồi các bạn đặt tên. Các bạn chú ý là khi mà mình tạo mới controller thì cái đuôi controller mình phải giữ nguyên. Đó là bắt buộc. Mình chỉ đổi cái phần phía trước của controller thôi. Ví dụ như cô muốn tạo một cái controller danh mục thì các bạn đặt tên là categories controller. Đó, không được phép bỏ cái chữ controller. Cái hậu tố controller phải giữ nguyên. Rồi, sau đó các bạn nhấn add. Rồi, khi mà bạn tạo, sau khi mà bạn tạo cái category controller mà mình chọn cái kiểu MVC5 read write thì cái edit index detail create tạo mới, edit là tùy chỉnh sửa, delete
là nó dựng sẵn cái cấu trúc cho mình. Được rồi, bây giờ quan trọng là mình sẽ ép những cái method, những cái hành vi này vào trong cái view và thiết kế form tùy theo cái method. Thì các bạn chú ý, khi mà mình vừa mới tạo category controller thì trong cái thư mục view nó xuất hiện cái category, thư mục category. Thì cái thư mục category này nó sẽ chứa những cái trang set HTML của các cái hàm trong controller, các hàm xử lý đó. Thấy chưa? Bây giờ cô chưa add qua view nên là cái thư mục category trong view nó rỗng, chưa có gì hết. Thì bây giờ cái hàm index cô muốn là nó sẽ hiển thị những cái danh sách danh mục, đúng không? Rồi, thì các bạn click phải cái index, các bạn chọn add view. Thì khi mà cái thao tác các bạn click phải index và chọn add view là nó sinh ra cái file index.html và lưu trữ trong thư mục category của thư mục view. Được chưa? Rồi. Thì mục đích của mình á là mình sử dụng template. Còn nếu mà bạn tự xây dựng cái trang index thì cái chỗ này bạn để empty ha. Còn bây giờ là cô muốn sử dụng cái template theo model nên cô chọn list. List là hiển thị danh sách các dòng dữ liệu. Còn relay á là mình tạo một cái form dùng để tạo mới danh mục. Delete là xóa, detail là xem thông tin chi tiết, edit là update, empty là trống. Thấy không? À, tức là mình sẽ sử dụng cái template list. Rồi. Còn cái use layout ơi, nếu mà bạn muốn sử dụng cái layout gì thì các bạn check vào đây và các bạn nhấp vào, bạn chọn layout. À, nhấp vào đây. Rồi các bạn vào view, share. Thì ở đây nó đang mình chưa tạo layout riêng, nó có layout của ASP. Bây giờ cô không muốn dùng thì mình không check vô. Mình chỉ tạo cái trang trống thôi để mình test dữ liệu. Hiểu không? Còn nếu mà mình sử dụng layout thì nó sẽ lấy cái menu màu đen hồi nãy. Được không? Đó, rồi bây giờ cô không sử dụng. Nên cô bỏ cái này đi. Được chưa? Rồi, còn cái model class tức là mình tạo danh sách, model class tức là tên bảng đó. Đó, cô sẽ chọn cái bảng category. Tức là gì? Cô muốn cái hàm index hiển thị danh sách của cái bảng category. Được không? Rồi, cô nhấn add. Thì nó sẽ sinh ra cho mình cái file CSHTML. Mình view lên trên browser là mình view cái file CSHTML. Còn cái controller là nơi mà dùng để viết những sự kiện, những cái hành động cho cái lớp đó. Ví dụ như thêm, xóa, sửa, update, delete gì đó. Đây, nó tự random ra. Đó. À. Rồi. Mình quay về cái category controller nha. Bây giờ là mình sẽ móc nối cái bảng category vào trong đây. Thì để lấy được cái dữ liệu của cái bảng category thì cái bảng category nó lưu ở đâu? Lưu trong cái thư mục model. Và thư mục model nó chứa cái lớp category. Category là cái lớp mà nó chứa dữ liệu của mình. Thì bây giờ mình sẽ tạo đường dẫn để lấy cái bảng này ra, để lấy lôi cái database ra. Được chưa? Rồi. Thì làm sao để mà mình biết cái tên database mà cái demo của mình đang dùng? Thì bạn vào trong cái thư mục model đó. Rồi. Bạn vào trong cái trong cái model đó, các bạn vào
bạn đi tìm cái tên database.fintech.cs, cái lớp ngữ cảnh đó. À, đây là cái tên để mà mình lôi cái cơ sở dữ liệu của mình ra, được không? Mà để lấy được cái này thì mình phải lôi cái thư mục của demo ra. Rồi, bây giờ mình vào Category Controller nha. Using. Rồi, tên cái demo của mình, tên dự án của mình, demo quản lý bán hàng xe, chỗ này nha. À, rồi, chấm model. Thì tức là mình muốn lấy những cái lớp trong thư mục model thì mình phải using cái tên project và chấm model, được chưa? Rồi, các bạn vào trong cái lớp category controller đó thì bạn sẽ khai báo một cái biến data db, và cái biến này được khởi tạo từ cái cái quản lý bán hàng C1 entity. Cái tên contact class đó, là trong này nè. Đó, model nè, database entity nè, contact.cs nè. Đó là cái tên này nè. Đúng không? Đó, giống như là database name á. Đó. Rồi. Rồi các bạn đặt là db bằng new. Đó, giống như bạn muốn lấy các bảng ra thì các bạn phải khởi tạo cái database. Rồi, thì cái index nè, cô muốn là nó sẽ hiển thị danh sách dữ liệu của các bạn factory, thì là db chấm tên bảng, đúng không? Chấm to list, hiển thị dạng danh sách. À, hàm nên mở ngoặc đóng ngoặc, được chưa? Rồi, còn mình quay qua mình coi index của cái bảng factory nè. À, rồi mình chạy thử cái index này ha. Đó. Bạn muốn chạy trực tiếp cái trang setup email nào thì bạn mở nó ra và bạn run thôi. Rồi, mình đang chạy cái action method index, và cái method này nó đang nằm trong controller category, và đây là local host của mình. Đây là cấu trúc đường dẫn hiển thị. Đầu tiên là tên controller xuyệt, thứ hai là tên method của controller đó. Đó. Lần đầu tiên chạy nó quét bao lâu ha? Visual Code thì biết code rất nhiều.
Còn Visual Studio thì nó hỗ trợ nhiều. Thì mình add thêm vào được mà. Rồi các bạn thấy không? Đây là cái bảng dữ liệu danh mục. Đó. Thì bây giờ cô sẽ phân tích là tại sao nó hiển thị như vậy. Index là đúng không? Model tức là nó sẽ lấy dữ liệu trong bảng category này. Layout là null là trống. Đó. Rồi. Đầu tiên là nó hiển thị cái link renew tức là tạo mới. Và những cái dòng category á thì nó được thiết kế bởi bảng. À, dòng đầu tiên là dòng tiêu đề ID tag với tag name. Phần lập for each này á là dùng để duyệt các dòng trong bảng category. Được chưa? Cái này nó hiển thị dạng bảng. Thì cái cột đầu tiên á là nó chứa ID. Nè, ID. Cái cột thứ hai là nó chứa name của category. Rồi, còn cái cột thứ ba là nó chứa các cái link dùng để edit, detail và delete. Đúng không? Thì ba cái action method này á, là mình chưa rend nó ra sang cái file HTML. Thì bây giờ mình bắt đầu mình rend nó ra thì ba cái nút này mới chạy được. Hiểu chưa? Mình mới cho nó hiển thị dạng list thôi. Còn nếu mà mình chưa rend nó sang á thì khi chạy nó báo. Nó nói file này không có chưa được rend qua. Chưa được rend qua HTML. Đúng không? Đó. Rồi. Rồi bây giờ để sử dụng được các chức năng new, edit, delete thì các bạn quay về cái category controller. Mình mới rend cái index sang HTML thôi, sang view thôi. Tiếp theo là mình làm cái relay đi ha, relay thêm danh mục mới. Đó. Đó. Rồi, cái hàm relay của mình nó có hai hàm. Một hàm có chức năng là get, tức là show hiển thị. Được chưa? Còn một cái hàm post, tức là dùng để lưu post những dữ liệu mà mình đã nhập vào trong form relay, lưu vào trong cái database. Được chưa? Get với post á. Rồi. Thì khi mà mình rend nó sang view thì mình rend cái hàm get. Được chưa? Đó. Rồi. Các bạn click phải vô cái relay. Các bạn chọn add view. Trong cái template á, các bạn chọn relay. Model class tức là bạn chọn cái bảng để relay. Đó là bảng category. Đúng không? Rồi. Sau đó thì các bạn nhấn add thì nó sẽ rend ra cái relay sẽ HTML. Đó. Đó. Rồi. Mình mới rend ra form thôi nha. Mình mới rend ra form thôi chứ mình chưa viết cái lệnh dùng để lưu nha. Rồi để mình chạy cái form relay thử. Method Ray của mình đang còn trống, chưa ghi các cái sự kiện gì hết. À, đây là cái form relay nè. À, mình nhập ID, mình nhập category, rồi mình ray hay gọi là lưu. Rồi, bây giờ mình viết sự kiện để xử lý cái việc lưu. Stop ha. Rồi, mình quay về cái controller của mình nha. À, rồi. Rồi, bây giờ mình vào cái relay có chức năng là boss. À, bây giờ mình viết cái hàm. Mình viết sự kiện để xử lý cái việc thêm. Rồi. Cái này là các bạn muốn tìm hiểu thêm thì mình đọc thêm ha.
database chấm tên bảng rồi chấm s cái category đúng không? Thì cái category chỗ này, cái chỗ form collection á, các bạn sửa cho cô là category, các bạn đặt tên là cat. À, tức là mình lấy những cái dữ liệu trong cái form mà mình nhập ở trong cái relay á, mình lưu vào trong cái bảng category, ép thêm vào trong bảng category, được chưa? Rồi sau đó bạn thực hiện cho cô cái việc lưu cái sự thay đổi này lại database cell trend. À, sau khi mà mình thêm mới xong thì nó sẽ chuyển hướng redirection to action, tức là nó chuyển hướng tới cái trang danh sách. Giống như mình nhập hết thông tin rồi mình nhấn create thì nó chuyển hướng tới trang index để hiển thị danh sách các cái danh mục sản phẩm kèm theo cái dòng mình vừa mới thêm vào. Được chưa? Rồi. Rồi bây giờ nút create đúng không? Mình qua index mình coi cái nút create. Rồi rồi đúng không? Rồi mình chạy thử nha. À, mình bật cái trang in, mình bật cái file index của Relay á, của category á, index của category mình chạy. Rồi mình nhấp vào cái nút create new ha. Thì nó chuyển sang cái form create đúng không? Rồi, giả sử như mình nhập ID là 3. Còn này là AA hay là gì? Tên là gì? Thiết bị điện tử. Rồi, mình nhấn create. Đó, thì nó sẽ thêm cái dòng danh mục thiết bị điện tử. Và sau khi thêm thành công nó chuyển hướng tới trang index. Được không? À, rồi mình relay nữa nè. 4. Ví dụ như là gì? Gia dụng. Đồ dùng gia dụng. Rồi nhấn relay. Được chưa? Đó. Rồi tiếp tục. Mình muốn xóa cái nào đó thì mình nhấn delete tại cái dòng đó. Được chưa? Đó, bây giờ mình tiếp tục mình viết sự kiện cho cái chức năng edit, detail và delete. Đó. Rồi. Cái này là các bạn phải coi đi coi lại, các bạn phải làm lại nhiều lần thì lỗi nhiều lần thì các bạn mới nhớ được. Này là rất là nhiều thao tác. Các bạn xem mà các bạn không làm thì các bạn cũng không nhớ. Hả? Vậy. Cái này là cô hướng dẫn cái cách mà mình kết nối. Còn bạn nào có khả năng làm được thì mình làm. Và qua web nâng cao mình sẽ học lại những cái này một cách chi tiết cụ thể hơn. Hiểu không? Cái này giống như cởi hồ xem hoa vậy đó. À, cái chức năng, cái phần này nó làm được những gì? Được chưa? Rồi. Cái này chỉ là show index, update, delete thôi á. Còn những cái việc khác nữa rất là nhiều thứ. Rồi. À, tiếp theo là cái rồi trật tự nè. Có muốn giới thiệu nữa không? Cái này là mới giới thiệu thôi. Mới giới thiệu thôi nha. Này là gọi là nhập môn đó. Được nha. Có muốn nghe nữa không? Nghe nữa không? Rồi, nghe thì phải chập thử chứ. Cô ghi âm mà cô ghi video lại mà ồn vậy là xong nghe được cái video.
Tiếp tục không? Rồi ha. Rồi, cái index rồi đúng không? Re-A rồi đúng không? Rồi, edit. Edit thì gọi là update. Đó, tức là mình muốn update bất kỳ thông tin nào cho một dòng dữ liệu thì nó sẽ dò trong cái bảng dữ liệu của mình, nó lấy cái ID đó ra và nó cập nhật thông tin theo cái dòng có ID tương ứng, đúng không? Bảng dữ liệu là nó quản lý bằng ID. Thì cái edit nè, khi mà mình nhấp vào edit á thì nó sẽ hiển thị thông tin của cái dòng mà mình nhấp vào. Thì ở đây các bạn khai báo cho cô là db.category.where, tức là mình lấy ID đúng không? Tức là giống như select from where thì các bạn đó chấm ID bằng, hiểu không? Tức là hiển thị thông tin của những cái dòng danh mục mà thỏa cái ID nào đó, được chưa? Rồi where s ở đây là đại diện, s ở đây là đại diện cho cái dữ liệu mình nhập trên form. Ví dụ như cô muốn xem thông tin chi tiết của cái danh mục có ID là 5 thì s này là đại diện cho 5, hiểu không? Đại diện cho cái ID mà mình chọn á, trong danh sách á, ở trên form đó. Rồi s chấm s chấm id factory bằng với id. Cái chỗ này mình cứ hình dung ra đơn giản giống như trong cái lệnh SQL select sao from where cái bảng chấm id bằng một cái số id nào đó, được không? Rồi chấm first or default là gì? Là mình đặt con trỏ ngay cái dòng đầu, mặc định là ngay cái dòng đầu tiên trong bảng dữ liệu để nó dò những thông tin của cái ID đó, được chưa? Rồi đó, tức là muốn edit á thì phải lấy dữ liệu thông tin của ID đó ra. Rồi cái này là lấy ra nha, lấy những cái thông tin đó ra. Và cái hàm boss của edit là nó có chức năng là update, đúng không? Đó. Rồi trong cái hàm edit nè, các bạn form collection á, các bạn sửa cho cô là category, các bạn đặt tên là cat. Bây giờ cô sẽ khai báo một cái biến một cái biến cat đi, một cái biến bằng để cô lấy cái dòng của cái dòng thông tin của cái category đó ra thôi. Db chấm category chấm que. Rồi cô so sánh đúng cái mã ID đó thì nó mới lấy thông tin ra. Rồi chấm ID cat. Rồi s chấm ID cat bằng ID. Rồi chấm first or default. Đó, tức là cái biến C này nó đang giữ các cái dòng thông tin của cái category, đúng không? Rồi bây giờ là c chấm n db nha, db chấm n try chấm state model state n try entry của cái cat chấm style bằng model style ha. Model style mình lấy cái thư viện nó vô sinh chấm system chấm
NTT. Cái này thường nó sổ ra. Model space chấm modify nha. Cái từ để cô nhớ ra coi. Rồi, system. System.data.ntt.stay. Mình không thay báo vô sinh trên kia, mình sử dụng trực tiếp trong đây luôn ha. Rồi, chấm modify. Modify là tùy chỉnh hay gọi là update. À, sau khi update xong thì mình lưu save change, thay đổi. Tức là ví dụ như trên cái relay á, mình sử dụng cái method add thì mới, còn edit á, mình sẽ sử dụng modify, tức là tùy chỉnh. Mà trước khi tùy chỉnh, mình sẽ lấy tất cả các dòng thông tin theo ID ra và mình thêm hoặc thay đổi, và sau đó mình sẽ lưu hoặc lại vào trong bảng history. Rồi, lưu thành công thì nó sẽ chuyển hướng tới trang index. Rồi mình edit cái này chưa ta? Edit tạo chưa? Rồi chưa tạo chưa, mình kiểm tra nha. View edit chưa tạo đúng không? Rồi mình ran cái hàm edit qua view. Rồi cái template các bạn chọn cho cô là edit. Model class các bạn chọn cho cô là category. Sau đó các bạn nhấn add. Rồi đây là cái form edit nè. À, để chạy được cái form edit, mình phải chạy từ cái trang index trước để chọn cái dòng danh mục mà mình muốn edit. Chứ mình chưa có, mình chưa xác định được cái ID mà mình chạy trực tiếp từ cái trang index edit là nó sẽ báo lỗi, tại vì nó không tìm thấy được cái ID. À, rồi chạy từ index nha. Rồi edit nha, mình edit cái dòng 4 thôi. Rồi chưa lấy ra được cái ID, mình xem. À, mình coi lại cái index nè. Cái chức năng edit nó đang khóa cái ID đi nè, thấy không? Nên nó không lấy được. Mình gỡ cái này ra, mình gỡ cái khóa ra. Và cái ID bằng item.idcat, đúng không? Sửa lại cái này. Rồi bạn sửa lại luôn tất cả những cái dưới luôn. Đó, nó phải lấy dựa theo cái ID. Được chưa? Cái việc mà mình nhấp vào edit á, nó hiển thị cái form này á, là cái edit get nó đang làm cái chức năng của nó. Tức là nó show ra những cái thông tin theo cái ID. Được không? Còn cái việc mà mình sửa lại là cái edit boss nó làm. Được không? Update. Rồi mình save.
chưa lưu. Lưu được thì nó mới chuyển qua cái index nè. Rồi mình kiểm tra lại. Rồi lưu cái C này lại. Thay cái đề khác là cái C. Rồi chạy lại ha. Chạy lại index. Mình đã tạo khai báo một cái biến va C và mình lấy cái đối tượng khác rồi, nên là mình chuyển cái khác đó thành C. Rồi edit lại ha. Đây chứ. Rồi. Coi cái này sao nó chưa lưu được không? Rồi, vậy là cô hướng dẫn các bạn edit rồi đúng không? Delete thì cũng tương tự thôi. Nó giống như edit, thay vì các bạn gọi cái modify thì các bạn chọn delete. Rồi.
remove chứ ha. Rồi, delete thì có phải là mình cũng phải lấy một cái dòng nào ra để mà mình delete đúng không? Thì nó giống như là cái get của edit á. Còn bass xuống đây, delete get ha, là để lấy thông tin của một dòng theo ID. Rồi, trong cái hàm delete nè, các bạn gọi sửa lại cái chỗ này là category. Category à, các bạn đặt là cat. Rồi. Rồi db chấm bảng category chấm remove đúng không? Remove cat tức là xóa một cái dòng thông tin của cat. Rồi, sau đó update lại database. Cat chấm self à, db chấm sao save change. Rồi nếu mà delete thành công thì nó sẽ chuyển hướng sang về cái trang index chứa danh sách. Rồi bây giờ mình sẽ ren nó, ren cái delete get qua view ha. Rồi template các bạn chọn delete, model class thì các bạn chọn category ha. Rồi bây giờ từ cái index mình test ba hàm, mình test lại cái, mình test chức năng delete trước. Rồi, giả sử như cô muốn delete cái dòng category 4. Rồi, nó sẽ chuyển sang cái form delete. Nó nói là bạn muốn chắc chắn xóa cái dòng này không. Nếu mà bạn nhấn delete là delete thành công, nó sẽ quay về cái trang index. Rồi, quay về. Nó chưa xóa được, mình kiểm tra lại nha. Để mình khai báo thêm một cái biến ba giống lúc nãy. Rồi, được chưa? Vậy là mình viết xong cái xóa một cái dòng rồi ha. Được chưa? Rồi, mình thêm ha, test lại thêm ha. 3 A gì đi. Đúng không? Rồi, edit. Ví dụ như bb sao. Đúng không? Rồi, delete. Delete. Được chưa? Rồi.